Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công Auto. Ngày nay thì em Công Auto sẽ lên sóng để giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc Kia Carens bên Công Auto vừa nhập về cho quý anh chị nhé. Một chiếc Kia Carens này sản xuất năm 2010, số tự động, động cơ 2.0, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và chiếc này thì đang có giá chào bán bên em Công Auto với giá là 290 triệu đồng thôi. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Carens đăng ký 7 chỗ ngồi, xe đẹp cứng như này thì hãy liên hệ với Công Auto qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 nhé, để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử chiếc Kia Carens 2010 này. Chiếc Kia Carens 2010 này thì xe thì được trang bị đèn pha, đó là đèn bi cầu rất là trong và sáng luôn. Và chiếc xe này là chiếc xe mộc nhé, em chưa dọn luôn. Chưa dọn luôn với về tối hôm qua thôi. Chưa dọn thì em lên video trước, xong là sau video này thì em sẽ cho đi dọn rửa vệ sinh sạch sẽ nội ngoại thất của chiếc xe này. Quý bác chị đến thì chỉ việc xem cũng như là ưng thì rước em nó về thôi. Bộ la răng thì rất là đẹp luôn đấy nhá quý anh chị nhá. Bộ la răng của rất là đẹp. Đây. Và lốp này cũng là lốp mới này, đẹp nhá quý anh chị nhá. Xe có nước sơn màu xám lông chuột đây. Màu xám lông chuột rất là đẹp luôn. 2010 gương kính zin cho quý anh chị nhé. Gương kính thì gương kính zin này, tất cả các tay nắm cửa cũng như là có một thanh ốp mạ chrome chạy dọc theo hai bên cánh bên dưới này. Phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh. Và chiếc này thì trang bị như là cửa sổ trời này, rồi màn hình đầu đài thì còn nguyên zin nhé. Đầu đài chiếc này thì nó còn nguyên zin. Điều hòa auto rồi. Đấy, điều hòa auto. Gương kính chỉnh điện, cụp mở điện. Nội thất thì bọc da màu đen, ngoại thất thì màu xám lông chuột rất là đẹp đây. Màu xám lông chuột. Và chiếc xe này thì vừa lấy về xe mộc mà gần như không phải làm bất kỳ gì luôn. Em vừa mới rửa qua thôi. Rửa qua bằng nước lã nhá, rửa tại nhà luôn. Không qua tiệm, không qua gì cả, rửa tại nhà luôn mà xe đẹp như này rồi nhá. Nếu cái này thì cho đi spa nữa thì rửa ráy sạch sẽ, dọn nội thất trong ngoài nữa thì xe nó sẽ đẹp căng luôn cho quý quá quý chị nhá. 290 triệu đồng thôi ạ. Là quý quá quý chị đã được sử dụng chiếc Carens 2010. Đấy, mặt ca đăng này, hai thanh ngang đều ốp mạ chrome cao cấp sáng bóng ra đẹp rồi. 290 triệu đồng cho quý anh chị nhé. Quý quá quý chị hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại cho em Công qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Xe thì có trang bị giá để đồ trên nóc này. Đấy, rồi cửa sổ nóc này đầy đủ luôn. Táp ly táp lô đẹp nhé quý anh chị nhé. Keo chỉ này là keo chỉ zin nhé. Đây ạ. Đó, nó là keo chỉ zin. Rồi táp ly táp lô này. Táp ly xe đây. Đấy, chất đẹp luôn nhé, không hề bóng mờ luôn, xe bao không đâm đụng, không dịch vụ taxi thì cho quý quá chị luôn. Đây. Phong phần này thì bọc da thông hơi này. Ghế bọc da này. Đấy. Ghế bọc da hết này. Ghế bọc da nhé quý anh chị nhé. Vô lăng đẹp này. Đấy, vô lăng củ số đẹp. Rồi táp lô đẹp. Đây. Táp lô của xe đây. Đó. Táp lô rất là đẹp luôn. 2010 như quý anh chị nhé. 2010 xe chạy được 10 năm rồi. Điều hòa auto này, tay nắm số đây cũng rất là mới đẹp luôn. Kệ tì tay này, hai bên luôn, ghế bọc da. Động cơ 2.0 như quý anh chị nhé. Rồi nó có cả đây. Kệ tì tay này. Rồi bên trên này có hai nấc luôn như quý anh chị nhé. Hai nấc luôn. Và chúng ta sẽ xem tiếp này. Nói chung là về cơ bản chiếc xe này thì không có lỗi gì. Chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Động cơ 2.0. Đấy, táp ly này. Đẹp luôn nhá quý anh chị nhé. Đấy, táp ly đẹp. Táp ly rất là đẹp luôn. Và phần này này, kệ tì tay bên ghế phụ này. Ghế phía sau này cũng là da thông hơi. Rồi có các khe để nước, rồi loa các thứ ABC luôn cho quý anh chị nhé. Đầy đủ luôn, ghế bọc da phía sau đây. Đó. Bọc da phía sau đây. Khá là mới đẹp luôn. La răng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh luôn. Và chiếc xe này thì đăng ký 7 chỗ ngồi. Đây ạ. Cũng giống như em nói, nó là xe mộc này. Mộc. Nó còn hơi bẩn một chút. Cái này thì sẽ cho đi dọn rửa vệ sinh nhé. Tôi ta lại cho nó đẹp cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn.
và tất cả các hàng ốc đinh tán là hai bên máng nước phía sau đây cũng còn nguyên này, rõ nét luôn cho quý anh chị nhé. Bên này cũng vậy, rõ nét luôn, đẹp căng luôn cho quý anh chị nhé. Đây tất cả các chi tiết này, ốc còn nguyên, chưa hề có nốt vặn luôn. Keo chỉ trên nắp cốp đít đây cũng là keo chỉ zin cho quý anh chị nhé. Keo chỉ zin luôn. Đấy, xe đẹp căng luôn. Chưa dọn rửa gì mà nó đẹp thế này rồi. Đèn thì sáng rồi. Đấy, đèn hậu cũng sáng luôn. Đèn pha đằng trước thì nó là đèn bi cầu rồi. Đó là đèn bi cầu rồi. Táp ly xe đây. Đó. Sắc nét đẹp luôn cho quý anh chị nhá. Quý chị hãy nhanh tay lên nhấc máy và điện thoại xem công qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 để chúng ta sở hữu chiếc Kia Carnet 2010 này, 2010 nhé quý anh chị nhé. Đây, táp ly đẹp, táp lô đẹp, ghế da đẹp, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên zin, còn nguyên zin luôn nhé quý anh chị nhé. Đầu đài nguyên zin và chiếc xe này thì nó là chiếc điều hòa auto, điều hòa auto. Đây là phần động cơ này. Xe trang bị động cơ 2.0 nha quý anh chị nhé. Nói chung là cái này thì tí em sẽ cho đi rửa dọn vệ sinh sạch sẽ cái khoang máy này nha quý anh chị nhé. Máy móc thì nói chung là sáng choang. Đây các chi tiết này, phần da máy này đấy, sáng choang luôn nha quý anh chị nhé. Sạch đẹp luôn rồi. Cái này thì sẽ cho đi rửa giấy vệ sinh đất cát cho nó sạch sẽ lại nhé. Và ắc quy thì mới thay rồi. Mới thay đây 15 tháng 10 ắc quy mới thay này. Và ắc quy thì còn xanh lè luôn. Ắc quy còn xanh lè luôn. Tất cả các chi tiết đây. Ốc cabo này còn nguyên chưa mở nhá, ốc cabo zin nhá quý anh chị nhá. Đấy, máy số zin. Ốc cabo chưa mở một lần. Đây ạ. Đấy. Đây. Ốc cabo zin nhá, máy số zin. Toàn bộ là zin hết nhá quý anh chị nhá. Keo chỉ zin, gương kính zin, rồi khoang động cơ, máy móc zin hết và chỉ có 290 triệu thôi. Và vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Kia Carnet 2010 số tự động động cơ 2.0 đăng ký 7 chỗ ngồi, xe đẹp cứng xe cho quý anh chị nhớ. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Carnet 2010 như này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và liên hệ với em công qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe cho quý bác chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác các chị đã luôn đồng hành ủng hộ công Auto. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.